Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Và cũng khá là nhiều anh em trên kênh bảo Khải là soi đồ lại cao thủ nhóc ác đi. Thì ok, và Khải sẽ soi lại một ít cao thủ so với một tháng trước mà cho đến bây giờ thì có gì thay đổi hơn không nha anh em ơi. Đây, đầu tiên Khải sẽ soi cao thủ nhóc ác. Nhóc ác là một ác đường môn anh em. Nếu anh em có xem trên kênh Khải sẽ biết đây là một đường môn. Tại đã coi cấp bao nhiêu đường môn. Đang cấp 111 rồi, top 3 đường môn. Top 3 đường môn anh em. Hiện tại đang sở hữu cho mình là 3 kỹ năng vốn có. Một là nhấn cửa trên đầu, hai là phi phong. À, đây không có, phi phong là kháng tính rồi, tính là hai kỹ năng vốn có thôi. Tại vì một cái người phong trên đầu nữa nè, một người phong trên đầu đó là một kỹ năng nữa rồi. Rồi, để xem. Rồi, sẽ đồ xem như thế nào đây. Đây, như cũng không có gì thay đổi. Vẫn đang sở hữu cho mình một dây chuyền kháng tất cả 17. Kháng băng 5, nội lực 61. Đó. Khá là chất. Dây chuyền này như Khải đã soi ở đầu server thì dây chuyền này nó phải nằm ở cái giá server là đầu tiên là hơn 10 triệu nè. Giá trị là hơn 10 triệu ở server đầu tiên. Tầm này thì ổng mua từ đầu mà luôn nè. Ổng mua từ đầu luôn. Nên là giá thì chắc chắn nó sẽ bị hạ, nhưng mà hạ không đáng kể nè. Đó. Rồi. Ui, một cái nón 25 phòng thủ dòng 1 vãi nồi. Nhìn cái nón đẹp trai nữa nè, vừa đẹp trai mà vừa lại phòng thủ 25 dòng 1 quá chất. Đến một tay. Một tay phòng thủ 15, sinh lực 12. Một đại lưng 540, sinh lực 1 lực. Một cái áo kháng băng 17, nội lực 75 và sinh lực và phục hồi 40. 30 thì đang chúng độc, hiện tại đang có cho mình khoảng 60 chúng độc, kháng băng khá là cao. Nhận 530. Nhận kháng hỏa 19, nội lực cao. Đi kèm với một ngọc bội hiệp cốt quá tuyệt vời này. 23, 4%. Một đôi giày kháng hỏa, một đôi giày kháng hỏa 25. Có cho mình tốc 36. Tính là sẽ đồ này thì kháng khá là đều. 25 kháng hỏa. Đường môn thì auto phòng thủ nè. Auto phòng thủ với lại lượng kháng hỏa cao. Đại kháng băng khá là tốt luôn. 25 19 là 44. 44 cộng với 17 này được 5461. Ui, kháng hỏa được 61 rồi. Rồi tiếp đến cây vũ khí rồi. Một cây vũ khí cũng là từ đầu luôn. Tốc 20, sát thương 27, kháng độc 17. Tính là đại chiên đường môn tiệp lý nè. Đường môn nhấp hồn luôn nha nè. Đường môn nhấp hồn luôn á. 20-27, cây vũ khí này khá đẹp. Ở đầu server thì cây vũ khí này cũng dao động từ 5 triệu đổ lại. Tầm này hơi rẻ này. Tầm này khoảng tầm 1 triệu hơn. Cao lắm là 2 triệu cây này nè. Nói chung là rất giá cây này. Tại vì server ra rất nhiều những cây vũ khí như thế này. Rất là nhiều. Rồi, nói chung là lượng kháng băng khá là cao. 17-22 là 37-39. Rồi, 17-37-34-34-39 nè. 39 như cái này 27 nữa. Ui, lượng kháng băng khá là cao. Cộng với 27 nữa. Kháng băng có cho mình 66. Kháng băng có cho mình 66. Và kháng hỏa có cho mình cũng trên 6x luôn. Trời ơi, đồ quá đẹp. Phòng thủ thì phòng thủ của tâm này thì đang dương khoảng 4x nè. Phòng thủ bao tay trừ 15 dương âm đi. Trừ 15 âm đi thì còn dương 25 với lại 17 này. Với lại 4 này thì dương được 25 cộng với 21 thì dương được khoảng 46 nè, dương khoảng 46. Rồi ok, nói chung thì set đồ của nhóc ác thì quá là chuẩn cho đường môn, anh em không nghiền phải bàn rồi. Nói chung là anh em xem video này thì quên cho nhóc ác một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Duy Khải một like chia sẻ cho nha. Và Khải sẽ tiếp tục review tiếp tục 4 cao thủ đang bên dưới này, ban thắt cho anh em xem. Đây cũng là một trong những cầu thủ rất là khét tiếng tại server này. Thì anh em biết như thế nào thì chúng ta cùng soi đồ thử như thế nào nha.